Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Báo châu Á gọi Quang Hải là cậu bé vàng. Tờ ESPN đánh giá cao đội tuyển Việt Nam tại AF Cup 2022, nhất là khi cậu bé vàng Quang Hải đã trở về từ Pau FC Pháp. Tại AF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đoàn quân áo đỏ sở hữu lực lượng mạnh nhất lại có quyết tâm vô địch cao khi muốn tri ân người thầy gắn bó 5 năm cùng đội tuyển Lào Park Hang-seo. Việc hủy diệt đội tuyển Lào 6-0 ngay trận đầu ra quân càng cho thấy sức mạnh của nhà vô địch AF Cup 2018. Tờ ESPN có nhận định về đội tuyển Việt Nam và chỉ ra những cầu thủ sẽ giúp cho đội bóng này lên ngôi tại AF Cup 2022. Việc cậu bé vàng là Nguyễn Quang Hải được Pau FC cho phép góp mặt tại đội tuyển Việt Nam sẽ có thể làm nên chuyện. Việt Nam cũng có được những cầu thủ chất lượng như Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Hoàng Đức. Bên cạnh đó, đội bóng của chúng ta cũng đón sự trở lại của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, một cầu thủ đẳng cấp và có nhiều kinh nghiệm. Việc Pau FC đồng ý nhả người tạo điều kiện cho Quang Hải trở về tham dự AF Cup giúp đội tuyển Việt Nam càng gia tăng thêm sức mạnh. Dưới thời ông huấn luyện viên Park Hang-seo, cầu thủ số 19 luôn là vai trò đặc biệt và quan trọng. Sự trở về của hai con được kỳ vọng và sẽ giúp lối chơi của Việt Nam có thêm nhiều đột biến. Đáng tiếc là trận đầu ra quân gặp Lào, Quang Hải lại thi đấu không thực sự thuyết phục. Cựu cầu thủ của Hà Nội FC sau đó đã bị thay ra ở phút thứ 33 và dường như gặp phải một chấn thương. Hiện tại mức độ chấn thương của Nguyễn Quang Hải vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Ở buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đánh tiếng rằng: "Tôi chưa nhận được báo cáo chính xác của bác sĩ. Tôi chỉ thấy Quang Hải có cảm giác bị giật cơ đùi sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với bộ phận y tế để nắm bắt chính xác tình hình của cậu ấy. Tuy vậy thì Quang Hải hiện tại vẫn được xác nhận là không bị chấn thương nặng và hoàn toàn có thể ra sân ở trận gặp đội tuyển Malaysia vào ngày 27 tháng 12. Bảng B AF Cup 2022 quy tụ 5 gương mặt gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Vào lúc 19:30 ngày 21 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã trận mở màn với Lào trên sân khách. 6 ngày sau, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp Malaysia trên sân nhà. Trận đấu thứ 3 với Singapore trên sân khách vào lúc 19:30 ngày 30 tháng 12. Trận cuối cùng của vòng bảng của đội tuyển Việt Nam vào lúc 19:30 ngày 3 tháng 1 năm 2023. Với tư cách là một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch cùng với Thái Lan, đương nhiên đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao nhất bảng B theo đánh giá của các chuyên gia. Chỉ cần thi đấu đúng phong độ sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như chiến binh sao vàng đứng đầu bảng. Chắc chắn mục tiêu thứ nhất mà đội tuyển Việt Nam hướng tới ở vòng bảng là đứng đầu bảng B nhằm tránh khả năng đụng độ với đầu bảng A có thể là Thái Lan tại vòng bán kết. Ở bảng B, Lào được đánh giá là kẻ lót đường. Sẽ không có gì bất ngờ nếu đội bóng xứ Triệu Vòi đứng bét bảng. Tấm vé còn lại nhiều khả năng sẽ cạnh tranh giữa Malaysia, Singapore và Myanmar. Trong số 3 cái tên trên, Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn. Cách đây ít ngày, huấn luyện viên Kim Pangon đã chốt danh sách 23 cầu thủ của Malaysia dự AF Cup 2022. Tuy nhiên, đội hình Malaysia dự ngày hội bóng đá lớn nhất của khu vực lần thứ 14 vẫn có gương mặt đáng chú ý như thủ môn Zahadili Zahalim, hậu vệ Dominic Tan, Sarun Narem, Azam Ami, tiền vệ Stoikin, Lê Túc, Brendan Gam, tiền đạo Faisal Halim, Darren Ok, Safawi Rashid, Sergio Erique Ego. Một số cầu thủ nhập tịch đáng chú ý của Malaysia như tiền vệ Stoikin, Lê Túc gốc Anh, Brendan Gam gốc Australia, tiền đạo Darren Ok gốc Anh, Sergio Erique Agui gốc Argentina. Với sức mạnh của mình, những chú hổ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh tấm vé vào chơi ở vòng bán kết AF Cup 2022. Trong danh sách của 23 tuyển thủ Singapore dự AF Cup 2022, chân sút chủ lực Issam Fandi và tiền vệ nhạc trưởng Adam Saquedi không thể góp mặt vì lý do chấn thương. Danh sách sơ bộ 30 tuyển thủ Singapore vẫn có những gương mặt quen thuộc như thủ môn Hassan Sani, hậu vệ Hakim Zamza và những cầu thủ khác. Với lực lượng hiện có, huấn luyện Takeyuki Nishigaya được dự đoán sẽ khó có thể giúp Singapore giành vé vào vòng bán kết AFF Cup 2022 trong những giải đấu gần đây ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả SEA Games và AFF Cup. Bóng đá Myanmar không có gì nổi trội. Mặc dù Myanmar sở hữu một số cầu thủ tốc độ và thi đấu đột biến ở mặt trận tấn công như Janaino, Winaitun, song lối chơi của Chin Thề thiếu đi sự gắn kết. Ngoài ra, huấn luyện viên Anthony Hay cũng chưa thể tìm ra phương án giúp hàng thủ của Myanmar thi đấu kín kẽ. Điều đó khiến họ không được đánh giá cao ở khả năng thi tiếp tại AFF Cup 2022. Bảng A AFF Cup 2022 quy tụ 5 đội tuyển gồm Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và Brunei. 10 trận đấu ở bảng A sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023. Hiện tại, Thái Lan đang là nhà đương kim vô địch và cũng là đội tuyển có thành tích tốt nhất trong lịch sử các kỳ AFF Cup với 6 lần vô địch. Vì vậy, đội bóng xứ chùa vàng cùng đội tuyển Việt Nam được đánh giá là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại AFF Cup 2022. Thái Lan không có sự phục vụ của ngôi sao sáng giá nhất là tiền vệ Chalathip Songkrasin. Cùng với đó là những cái tên như Chitando, Jonathan Kemde, Subachop Sarachat, Subachai Chaidet, Suphanat Muenta,
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Toàn các tên khó đọc thôi các bạn ạ. Méo hết cả mồm rồi.